trên sân nhà. Hiệp 1 trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Malaysia đã chính thức bắt đầu. Trong số 3 trung vệ trên sân lúc này của đội tuyển Việt Nam, người đá ở chính giữa sẽ là Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải cũng đang là người đeo băng đội trưởng của đội bóng áo đỏ. Pha đưa bóng không tốt của cầu thủ Malaysia, người đá biên là Trọng Hoàng. Ở một số trận đấu tập huấn trước khi bước vào cuộc gặp gỡ với Malaysia, huấn luyện viên Park Seo đã để cho Trọng Hoàng đá trong vai trò mũi tấn công bên phải như là một thử nghiệm. So với lần gặp nhau gần đây nhất của hai đội cũng trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về của chung kết AFF Cup, sự thay đổi đáng chú ý nhất của đội tuyển Malaysia ở hàng công đó là việc Gia Quan Lão Tướng đã không còn được sử dụng, mà thay vào đó là Siavich, cầu thủ đã có được 2 bàn thắng ở những lượt trận đã qua của đội tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup lần này. Siavich là một cầu thủ trẻ trung có lối chơi lắt léo. Đá phạt cho đội Việt Nam. Bóng được chuyền cho Công Phượng. Công Phượng đang làm mũi tấn công ở giữa. Vì chị anh đã từng chơi tốt tại Asian Cup. Đường chuyền là của Nusadon Talaha. Pha tấn công biên của Malaysia. Quả tạt quá mạnh. Vẫn là cầu thủ Malaysia. Cách chơi quen thuộc của Trang Trang Hoe là pressing tầm cao. Ở trận đấu tại vòng bảng AFF Cup tại Mỹ Đình, Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0. Một trận đấu mà Luyến Phạm Sơ đã rất cao tay khi đưa Malaysia vào bẫy, mặc dù đối phương đã chủ động pressing tầm cao. Đó là trận đấu mà Công Phượng ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 11 sau một pha xử lý không trúng tầm bóng của anh Đức. Tuấn Anh vừa bị phạm lỗi. Tuấn Anh chơi kỹ thuật và tỉnh táo là vì gì có thể tạo ra những tình huống thoát pressing. Đá cặp với Tuấn Anh vẫn là Hùng Dũng, một cầu thủ bền bỉ và tốt cả công lẫn thủ. Vừa rồi là một pha xử lý chính xác của Duy Mạnh. Talaha, lão tướng 33 tuổi của Malaysia. Cô Bin Nhong là hậu vệ cánh gốc Anh. Ngày hôm nay băng đội trưởng của Malaysia thuộc về thủ môn dày dặn kinh nghiệm Farizan hiện nay đang bắt cho câu lạc bộ Johor Darul Takzim. Thủ môn Farizan và bộ đôi trung vệ Sarun cùng Aydin Zafuan là những người được giữ lại tính kể từ trận chung kết lượt về của hai đội hồi cuối năm ngoái. Pha cản phá tốt của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Như thường lệ, Malaysia nhập cuộc với lối chơi pressing tầm cao. Pha xử lý của Tuấn Anh. Đây là Safawi. Trọng Hoàng. Quang Hải. Một cơ hội để phản công. Đường chuyền đã bị chặn lại. Với bộ ba của thủ tấn công Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn ở phía trên, chúng ta chờ đợi những pha phối hợp ở đoạn ngắn. Nhưng với những gì mà đội tuyển Malaysia đã sẵn sàng ở những phút đầu tiên, khoảng cách giữa Quang Hải và hai đồng đội ở phía trên có vẻ là tương đối xa.
Và ở ít phút vừa rồi tôi đã nhìn thấy những động tác chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông muốn công vượng hoạt động rộng hơn và đón chờ những đường chuyền dài từ tuyến dưới. Đó là giải pháp vào thời điểm này. Trên hàng công của Malaysia, người đá cao nhất vẫn là lão tướng Talaha. Trên sân lúc này Malaysia có hai cầu thủ đá 33 tuổi, đó là tiền đạo lão tướng Talaha và thủ môn Farizan. Đội xuất phát của Việt Nam ngày hôm nay có 3 cầu thủ trở về từ nước ngoài là Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Công Phượng. Trọng Hoàng. Không phải, Trọng Hoàng là người đang di chuyển ở bên phải. Quang Hải. Quang Hải đang được yêu cầu hoạt động rất rộng. Và đây là một đợt mở biên tấn công bên trái. Pha dâng cao của Đoàn Văn Hậu. Văn Quang. Không có được chuyền nào. Đây là thời điểm Văn Toàn đang có phong độ rất tốt và chúng ta cùng chờ đợi anh tỏa sáng tại Mỹ Đình trong ngày hôm nay. Vừa rồi là tình huống phòng ngự rất chắc chắn của Matthew Davis, một trong những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. Trong Malaysia thì hai hậu vệ biên là Matthew Davis và Corbin Young. Đường chuyền của Công Phượng. Văn Toàn. Không kịp. Pha phối hợp không thật sự đúng nhịp của Văn Toàn và Quang Hải. Trong 4 cầu thủ nhập tịch của Malaysia thì có 2 hậu vệ biên cùng với tiền vệ phải Sumare và tiền vệ trung tâm Brandon Gan, cầu thủ gốc Úc. Pha xử lý của Quang Hải. Trọng Hoàng. Đây là Tuấn Anh. Rất bình tĩnh. Pha mở bóng của Quế Ngọc Hải. Văn Toàn đang di chuyển. Trước mặt là Matthew Davis. Loạt những tình huống tranh chấp quyết liệt ở khu giữa sân. Quả ném biên cho Malaysia. Người ném biên là hậu vệ gốc Úc Matthew Davis. Davis đang chơi bên cánh phải, còn Corbin Young đá cánh trái. Phút thứ 10 của trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia, tỷ số vẫn đang là không đều. Bây giờ là quả đá phạt cho đội khách. Đội Việt Nam đã ngăn chặn thành công pha chồng biên của Malaysia. Tuy nhiên Malaysia cũng được hưởng quả phạt góc. Có lẽ cầu thủ cản phá là Tuấn Anh. Thêm một quả phạt góc cho Malaysia.
hết sức nguy hiểm. Cuối cùng thì Văn Lâm đã bắt được bóng. Quả phạt lên, thẻ vàng dành cho trung vệ của đội Malaysia, đó là Sarun Sat. Sarun Sat vừa rồi đã phản ứng và lập tức phải nhận thẻ vàng của trọng tài người Iran Bonia Difat. Cho dù chúng ta không phải chịu phần thiệt trong pha bóng vừa rồi, nhưng đó vẫn là một tình huống hết sức đáng lưu ý với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Và nên nhớ rằng Sarun Sat chính là người đã ghi bàn đầu tiên để rút ngắn khoảng cách cho trận chung kết lượt đi AFF Cup năm 2018. Với pha quay chậm rồi, chúng ta đã thấy rất rõ lỗi của Sarun Sat, một pha chơi bóng bằng tay và thẻ vàng là rất chính xác. Chúng ta cần phải rất cẩn thận với những pha đá phạt góc và đá phạt của số 11 Safawi Rashid. Vừa rồi là Sumare, cầu thủ gốc Gambia. Văn Toàn. Trong những phút đầu tiên của trận đấu thì đội tuyển Việt Nam đã sử dụng những đường truyền ở tầm trung bình và dài để có thể tiếp cận khu 16m50 của đối phương, nhưng khi đến gần với khu vực cấm địa của đội khách thì khả năng kết nối của cầu thủ áo đỏ chưa phải ở mức độ cần thiết. Hùng Dũng, đây là Trọng Hoàng. Cầu thủ vừa rồi đã theo sát Trọng Hoàng là Corbin Young. Có thể nhận thấy là cả hai cánh của đội tuyển Malaysia đã được củng cố bởi những cầu thủ nhập tịch như Corbin Young hay Matthew Davis. Với những phút thi đấu đã qua, khi mà đội chủ nhà triển khai những ý tưởng tấn công ở ngoài biên, chúng ta chưa thể có được sự ăn ý thanh thoát vì những tình huống cuối cùng, những pha chạm bóng, những tình huống di chuyển để tạo ra sự kết nối, nhưng cũng một phần là do đối phương đã chọn được những vị trí đứng và có những pha xử lý có thể nói là rất kinh nghiệm. Đúng là như vậy. Ba trận đấu gặp Malaysia năm ngoái, chúng ta thường xuyên gây khó khăn cho đội bạn với những pha khoét vào nách hàng phòng ngự. Vị trí cần phải phối hợp tốt giữa trung vệ và hậu vệ biên. Đến lúc này thì các hậu vệ biên và trung vệ Malaysia đã phối hợp với nhau khá nhịp nhàng. Matthew David, cầu thủ gốc Úc, không nhanh nhưng chọn vị trí hợp lý. Trận đấu vẫn tiếp tục. Đường chuyền nhanh lên. Hùng Dũng. Sumare là cầu thủ xuất hiện từ giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái. Anh luôn chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ cánh phải. Cánh đối diện của Malaysia là Rashid cũng chơi rất hay. Một vài pha phối hợp nhanh ở khu vực giữa sân nhưng không tạo ra được sự gắn kết tốt bên phía đội tuyển Việt Nam. Và gần như ngay lập tức, huấn luyện viên Park Hang-seo bật ra khỏi ghế. Ông muốn các học trò chơi một cách bình tĩnh hơn. Đây là lúc mà trên sân tình thế đang là cân bằng. Một sự nôn nóng rõ ràng không phù hợp. Cảm giác về sự kết nối là điều mà chúng ta chưa thể thiết lập ở phía trên. Và tuyến giữa cũng như cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam cần phải điềm tĩnh hơn để chờ đợi thời cơ.
trọng tài vừa rồi đã thổi phạt Cobin Yong. Quang Hải sẽ đá quả phạt này. Với tình huống cố định này thì cả ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam đều đã dâng cao. Quả treo bóng của Quang Hải. Tuấn Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh. Ném biên cho đội Việt Nam. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VC, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Đây là trận đấu ở bảng G của vòng loại World Cup khu vực châu Á. Rashid. Bóng được chuyền cho Văn Toàn. Một loạt những pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai bên. Trọng tài đã nhắc nhở Shafiq Ahmad của Malaysia. Cầu thủ Malaysia bị đau là Rashid. Quế Ngọc Hải là người đã ngăn chặn pha đi bóng của Rashid. Vẫn là Quang Hải thực hiện quả đá phạt. Nhiều khả năng vẫn sẽ là một pha treo bóng của Quang Hải. Tình huống không khó đối với thủ môn Farizan. Vừa rồi cũng đã có lỗi việt vị của đội tuyển Việt Nam. Siafik. Và can thiệp rất tỉnh táo của Bùi Tiến Dũng. Trọng Hoàng. Duy Mạnh. Tuấn Anh lăn xả. Không thể bứt phá. Sumare. Vừa rồi là những phút mà tiền đạo Việt Nam thường xuyên phải nhận bóng trong tư thế quay lưng về cầu môn đối phương. Công Phượng đã không thể thoát đi. Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng rất nhịp nhàng. Đường chuyền của Văn Toàn, Công Phượng không đủ tốc độ. Malaysia rất muốn đưa Việt Nam vào thế đua sức. Đây là thời điểm chúng ta cần phải chơi bình tĩnh, có được sự kết hợp tốt giữa các vị trí, phải cầm được bóng và phối hợp với nhau. Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn, đối phương đã kịp thời phá bóng. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên phía cánh trái cho đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 20 của trận đấu và những phút đã qua, khung thành của cả hai bên đều vẫn bình yên. Đỗ Hùng Dũng là người đá phạt góc. Tuấn Anh. Trọng Hoàng.
tình huống việt vị. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều vào lúc này. Chúng tôi gửi đến khán giả trận đấu Việt Nam gặp Malaysia trên các kênh truyền hình VTC1, VTC3, VTC9, Việt Nam Journey. Cùng với đó cũng là các kênh phát thanh VOV1, VOV2, các YouTube và fanpage của Nextsport, ứng dụng VTC Now cùng với các báo điện tử VOV.vn và VTC.vn. Ở một loạt những tình huống cố định gần đây của đội tuyển Việt Nam, hàng thủ của Malaysia đã phòng ngự tốt. Đội tuyển Việt Nam có sự sẵn sàng từ tuyến 2 nhưng cơ hội thực sự vẫn chưa tới. Quang Hải, Tuấn Anh. Những cố gắng của Tuấn Anh ở những phút vừa qua là rất đáng ghi nhận. Quãng thời gian vừa qua là không hề dễ dàng chút nào với các tiền vệ của đội chủ nhà. Đối phương luôn chơi áp sát. Trọng Hoàng đã có lực việt vị của Công Phượng. Chúng ta có thể thấy rõ những tiến bộ của Malaysia trong 10 tháng qua. Các vị trí gò dường như chín hơn và lối chơi cũng kín kẽ hơn. Trên sân đấu quốc gia Mỹ Đình lúc này đang có những làn sóng người. Các doanh nghiệp cũng đang đứng ở sau đội tuyển Việt Nam. Nhà tài trợ ứng dụng gọi xe B-Group sẽ trao thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên, ghi bàn mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Trong sáng ngày hôm nay thì tập đoàn Danco cũng đã trao cho đội tuyển 200 triệu đồng. Nếu thắng ngày hôm nay đội tuyển sẽ có tổng số tiền thưởng là 500 triệu. Nếu hòa là 300 triệu tiền thưởng. Talaha. Cổ động viên vẫn đang ủng hộ rất nhiệt tình với hy vọng đội Việt Nam sẽ chơi chặt chẽ hơn và có sự đánh thức bản lĩnh rõ ràng hơn ở những phút tới. Thêm một pha bóng rất nguy hiểm cho cầu môn của Đặng Văn Lâm. Thêm một sự cảnh báo cho những gì cần phải gọi là tập trung ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm đón sai vị trí. Vẫn là Rashid đá phạt góc ở bên cánh phải cho Malaysia. Bóng đá không chạm ai. Những pha đá phạt của Rashid cũng như phạt góc luôn có độ vòng, lực bóng rất mạnh. Ở bảng G của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ngoài trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia, trong ngày thi đấu này muộn hơn 3 tiếng đồng hồ sẽ là cuộc đọ sức giữa đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gặp Indonesia. Sau hai lượt trận đá đấu thì đội tuyển Thái Lan đang là đội tạm dẫn đầu bảng lúc này với 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới đấu một trận nhưng tạm thời đứng ở vị trí thứ hai nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với Malaysia. Đội cũng đã có được 3 điểm. Đứng cuối bảng đang là Indonesia. Đội đã thua cả hai lượt trận khi chưa có được điểm nào. Pha phạm lỗi của lão tướng Talaha. Bóng được chuyền dài lên Công Phượng. Công Phượng cố gắng giữ bóng
vẫn là Quốc Vượng. Hai cầu thủ Malaysia đã kịp bọc lót cho nhau. Tôi nghĩ rằng trong tính vừa rồi thì Công Vượng đã làm được khá nhiều điều, rất cố gắng giữa vòng vây của 3-4 cầu thủ áo vàng, nhưng vẫn có một cảm giác rằng Phượng thiếu đi những gì được gọi là tích lũy nhờ quãng thời gian thi đấu. Việc không được chơi một cách thường xuyên khi đang khoác áo Global St. Truden ở Bỉ rõ ràng ảnh hưởng rất nhiều đến những pha chạm bóng của Công Phượng, những khoảnh khắc mang tính quyết định. Thôi! Một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ Malaysia, nhưng cơ hội đủ lớn vẫn không đến với Công Phượng. Trọng Hoàng thực hiện quả ném biên. Talaha. Bộ đôi hậu vệ biên mới nhập tịch của Malaysia, Matthew David và Corbin Young, lối chơi đều đơn giản, tốc độ không đặc biệt, tuy nhiên họ di chuyển rất hợp lý. Đây là Corbin Young. Sumare vừa đảo sang bên cánh trái. Đường truyền là của Matthew Davis, và đó không phải là một đường truyền tốt. Công Phượng, không phải, đó là đường truyền của Văn Toàn. Hùng Dũng thoát đi, Công Phượng ở phía trong. Ôi! Công Phượng thiết bị mất rồi. Người trả bóng cuối cùng là Quang Hải. Hai cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã tìm thấy nhau trong pha phối hợp vừa rồi, nhưng đáng tiếc là Quang Hải xuống sớm hơn so với đường truyền của Hùng Dũng. Rất tiếc là trợ lý trọng tài người Iran Aline Zadian đã căng cường. Chúng ta cùng xem lại. Đúng là cầu Việt Nam xuống sớm một chút, hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên những phút vừa qua rõ ràng về thế trận, đội Việt Nam đã chơi tốt hơn, đã tạo ra những pha bóng nguy hiểm về cầu môn của Malaysia, nguy hiểm thực sự. Cầu thủ Việt Nam bắt đầu có được sự kết dính cần thiết, tránh xa vào những cuộc đua sức và thể lực. Đó là điểm mạnh của Malaysia. Văn Toàn. Lấy bóng của Duy Mạnh và Văn Hậu. Hùng Dũng. Hùng Dũng đang có những phút thi đấu đầy nỗ lực, và tầm hoạt động rộng của Hà Nội này có thể sẽ là điểm khác biệt, sẽ là sự thay đổi cho khả năng tiếp cận của đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như lúc này ông Phan Sơ đã tìm ra được một công thức đồng ý ở giữa sân, đó là sự kết hợp giữa Tuấn Anh và Hùng Dũng. Phải nói rằng ông Park Hang-seo đã tìm ra một năng lực mới của Tuấn Anh, vì trước đây chúng ta đều nghĩ rằng Tuấn Anh phù hợp hơn với vai trò của người đá lùi phía sau tiền đạo cao nhất. Nhưng bây giờ thì Tuấn Anh hoàn toàn có thể chơi như một cầu thủ giữ trọng trách phòng ngự, kết nối ở khu giữa sân phía trước khu vực của các trung vệ. Đúng là như vậy. Tuấn Anh hiện nay đang chơi theo kiểu tiền vệ mỏ neo.
trong quãng thời gian dưỡng thương thì Tuấn Anh đã rất nỗ lực, đã vượt qua tất cả và trở lại thành công với một lối chơi không chỉ bởi chất nghệ sĩ mà anh còn có thể như một đấu sĩ lúc cần thiết. Số 11 của Malaysia, Rashid hiện nay đang chơi cho Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim là đội bóng vô địch Malaysia nhiều lần nhất, 6 lần vô địch. Đường chính của Tan Cheng Hoa ngày hôm nay có đến 5 cầu thủ của Johor Darul Takzim. Ba lần gặp nhau gần nhất của hai đội đều trong khuôn khổ AFF Cup. Và trong cả ba trận đấu đó thì đội tuyển Malaysia đều bị thủng lưới ở nửa đầu của hiệp 1. Điều đó đã không tiếp diễn ở trận đấu của hai đội tại vòng loại World Cup 2022. Và xem ra đó là một sự tiến bộ của ông Tan Cheng Hoa cùng các học trò. Rõ ràng là đội tuyển Malaysia đã chơi cân đối hơn, kín kẽ hơn nhờ những bổ sung mới về mặt nhân sự cũng như những điều chỉnh về mặt chiến thuật. Rõ ràng khi các đội bóng như Malaysia hay Thái Lan có những chuyển biến tích cực thì bức tranh bóng đá Đông Nam Á sẽ sáng rủa hơn nhiều. Và chúng ta cũng thấy vui về điều này, mặc dù có thể khó khăn trong đó Việt Nam. Đông Nam Á là nơi mà nền bóng đá chung của khu vực rất cần được nâng lên. Pha tranh chấp có lỗi của Nosarun Talaha. Tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển Malaysia kể từ đầu trận vẫn duy trì được chất kinh nghiệm của mình. Đây là một cầu thủ có sự khôn ngoan, sự lọc lõi và cả sức mạnh nữa. Và ở những pha tranh chấp gần nhất thì anh luôn dùng sức để đè các hậu vệ Việt Nam, tạo ra những vụ khiêu khích nho nhỏ. Vấn đề là các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam là những người đủ bản lĩnh. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Trước đây hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã từng bị mắc bẫy Talaha. Tuy nhiên dường như bây giờ đã là một giai đoạn khác. Cầu thủ đã chơi kín kẽ và kỷ luật hơn rất nhiều. Pha dâng cao vừa rồi là của Đoàn Văn Hậu. Sumare. Pha kết nối không tốt của đội Malaysia. Đường chuyền cuối cùng là của Siafik. Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Tiếp tục là đội tuyển Việt Nam Trọng Hoàng. Duy Mạnh. Tuấn Anh. Đường chuyền hỏng của Bùi Tiến Dũng. Nhưng vẫn là đội tuyển Việt Nam. Quang Hải. Tuấn Anh. Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Đường bóng vào rất nhanh. Quang Hải. Tuấn Anh. Và bắt đầu. Không được. Thay vậy một đường chuyền ngang và Văn Hậu lại trả ngược bóng. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì không có bất cứ một đồng đội nào dâng lên từ tuyến 2. Dường như đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu được kết nối với những nhịp điệu có thể nói là hợp lý hơn và tốc độ tấn công, tốc độ áp sát đã nhanh hơn. Đội trưởng Quế Ngọc Hải luôn theo sát tiền đạo lão tướng Talaha. Quế Ngọc Hải là người đã khá nhiều lần đối đầu với Talaha và rất hiểu đội bạn. Tại bảng G của vòng loại châu Á thì đài truyền hình kỹ thuật số VC sẽ gửi đến khán giả 7 trên 8 trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó chúng tôi còn tường thuật trực tiếp các trận đấu của UAE và Malaysia. Vào lúc 23 giờ ngày hôm nay trên VTC3 và VTC9, chúng tôi sẽ gửi đến khán giả trận đấu giữa hai đội UAE và Indonesia. Siafik.
Nozadun Talaha. Siavich. Lỗi là của Tuấn Anh, nhưng trước đó là lỗi của Trọng Hoàng, và thẻ vàng vừa được rút ra dành cho số 8 của đội tuyển Việt Nam. Đứng trước bóng vẫn là Rashid. Rất đẹp cú đánh gót của Văn Toàn. Quang Hải, Tuấn Anh mở bóng cho Công Phượng. Phượng đột phá không được, đã có lỗi. Cầu vệ Cominom đã phạm lỗi với Công Phượng. Đó là tình huống mà Công Phượng đã rất nỗ lực để giữ được bóng và đã khiến cho cầu thủ cập tịch Cominom phải phạm lỗi. Khoảng 5 phút trở lại đây thì nhịp chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam đã được kết nối với tốc độ nhanh. Quang Hải trả nhanh cho các đồng đội, và hãy nhìn Tuấn Anh mở bóng. Cái điều mà anh Huy vừa nhắc đến về một tiền vệ mỏ neo là điều mà Tuấn Anh đã thể hiện. Không chỉ là người thu dọn ở khu vực giữa sân, còn có thể vứt những đường truyền ở... Liệu đó có phải là Andrea Pirlo của Việt Nam hay không? Chúng ta hãy chờ xem, và đó là một dự cảm hoàn toàn có cơ sở. Hình mẫu như Pirlo là điều mà ông Park Seo muốn xây dựng cho Tuấn Anh. Ông đã trao đổi trực tiếp với tôi về chuyện này. Tất nhiên còn tùy theo tình hình đối thủ cũng như là phong độ của đội tuyển trong từng thời điểm. Chúng ta có hai phương án để thực hiện quả phạt này. Cú sút của Quang Hải không qua được hàng rào. Tuấn Anh vẫn không qua được cầu thủ đối phương. Bóng vẫn trong cuộc. Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng. Tiếp tục là đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Đường chuyền hơi non. Đường chuyền của Sumare. Rashid. Các cầu thủ vàng đã không thể liên lạc được với nhau. Một pha xử lý khiến chúng ta cảm giác như Sabawi, Rashid gần như chỉ chơi được bằng chân trái. Rashid Sabawi là người đã gỡ hòa trong trận chung kết lượt đi của AFF Cup năm 2018 bằng một quả đá phạt với cái chân trái sở trường rất mạnh mẽ vào lưới của Đặng Văn Lâm. Vâng, đó là thời điểm mà chúng ta hay thua những tình huống cố định. Gần đây tôi nhận thấy là đội Việt Nam đã chống những tình huống cố định tốt hơn. Đoàn Văn Hậu. Matthew David vừa đang theo Văn Hậu, có thể nói là rất chặt. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã phá được mấy việt vị và đã thành công. Lần thứ hai Quang Hải thoát xuống đến gần với khung thành của thủ môn Parisan. Và lần này thì lưới của đội tuyển Malaysia bị rung lên và bàn thắng được công nhận chứ không bị từ chối như lần trước đó. Và ghi bàn đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Quý Ngọc Hải là người đóng vai trò kiến tạo. Một pha ngả người cực dẻo của Quang Hải và lưới của Malaysia đã rung lên. Không thể nói trước điều gì về những biến đánh của Quang Sơ.
Trung vệ Ngọc Hải lặng lẽ băng lên và truyền bóng điểm rơi cho Quang Hải. Đá một quả cực kỳ đẹp, tung lưới Malaysia trong buổi tối mùa thu rất đẹp ở Mỹ Đình. Bàn thắng đến muộn hơn với đội tuyển Việt Nam so với những gì mà chúng ta thấy trước đó ở một loạt những lần gặp nhau gần đây của hai đội. Nhưng vấn đề là sự tỉnh táo của đội tuyển Việt Nam, nhịp điều chỉnh của ông Park Hang-seo cùng với các học trò của mình, kết quả vẫn là một mà thôi. Đội bóng áo đỏ đã vượt lên bằng một thế trận hợp lý. Quang Hải cần phải tỏa sáng, tôi mong muốn điều này. Cả triệu cổ động viên bóng đá Việt Nam cũng chờ đợi điều này và nó đã đến một cách hết sức đúng lúc. Quế Ngọc Hải đã hơn một lần ở quãng thời gian đã qua của mùa bóng 2019 thực hiện những đường truyền thành bàn từ vị trí trung vệ của mình trong màu áo của câu lạc bộ Viettel. Anh đã làm như vậy và bây giờ là đội tuyển quốc gia. Pha băng lên vừa rồi là của Công Vượng. Góc sút của Quang Hải trong tình huống ghi bàn mà chúng ta vừa thấy là cực hẹp, nhưng vấn đề là linh cảm của một ngôi sao. Sẽ không quá lời nếu nói rằng pha ngả người vừa rồi của Quang Hải là một bàn thắng đẳng cấp thế giới. Rất ít cầu thủ quốc tế có thể làm được chuyện này ngay cả trên các sân cỏ châu Âu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với nhiều quan chức chính phủ đang có mặt ở khán đài sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu Việt Nam gặp Malaysia. Những phút cuối cùng hiệp 1 và chúng ta đang dẫn 1-0 với bàn thắng đẹp mắt đầy chất nghệ thuật của Quang Hải. Go Bin Yong. Đình Tính, Đỗ Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng. Trong ba trung vệ thì Tiến Dũng đá lệch bên trái, Ngọc Hải ở giữa và Duy Mạnh ở bên phải. Lỗi của Trọng Hoàng. Sumare luôn rất khỏe. Đến lúc này thì Bùi Tiến Dũng đã phối hợp với Đoàn Hoa Hậu khống chế Sumare khá tốt. Thời gian vừa qua ở câu lạc bộ Hiddenpen, Đoàn Hoa Hậu không được thi đấu cho đội 1 nhưng vẫn có những trận đấu của đội trẻ. Phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1 của trận đấu. Với bàn mở tỷ số vừa rồi thì Quang Hải sẽ được nhận phần thưởng 100 triệu đồng của ứng dụng gọi xe B Group. Của Công Vượng. Hiệp 1 của trận đấu có 1 phút bù giờ.
những phút thi đấu đã qua của đội sức này đã ghi nhận sự tiến bộ của đội tuyển Malaysia dưới bàn tay của huấn luyện viên Tan Chang Hui. Vậy thì vị thế của nhà vô địch Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á cũng đã được khẳng định. Chúng ta chơi điềm tĩnh, chơi chắc chắn và biết cất tiếng nói đúng lúc với sức nặng của những đợt lên bóng. Đường chuyền của Hùng Dũng, hoàn toàn đã không thể vượt qua được sự can thiệp của Sarun. Pha ghi bàn rất đẹp của Quang Hải là bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Và như vậy là trọng tài người Việt Nam Bonia Diphat đã nổi gọi khác biệt một trận đấu giữa đội Việt Nam và Malaysia. Vào đầu hiệp 2 thì bên phía đội tuyển Việt Nam đã có một sự thay đổi người. Hiệp 2 của trận đấu vừa đã bắt đầu. Sau 45 thi đấu đầu tiên thì Nguyễn Tuấn Anh đã được cho ra nghỉ. Và vào thế chỗ của Tuấn Anh là Đức Huy. Lúc này chúng ta đã dẫn với tỷ số 1-0 và Đức Huy là cầu thủ có thể phòng ngự tốt ở khu vực giữa sân. Đức Huy là cầu thủ có sức mạnh, sẵn sàng tranh chấp mạnh mẽ. Đến lúc này Malaysia chưa thay người. So với tại giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái thì Malaysia đã tỏ ra cân đối và nhuyễn hơn. Malaysia đã khiến cho Việt Nam gặp những phút khó khăn. Tuy nhiên chúng ta đã vượt qua và ghi bàn thắng mở tỷ số, cũng là bàn thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup. Một pha ngả người quá đẹp của Quang Hải sau đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Trong thế trận tấn công của đội tuyển Malaysia ở hiệp 1 thì cũng đã có một vài khoảnh khắc chúng ta cảm thấy không thật sự yên tâm với cách chơi phòng ngự của Đặng Văn Lâm và các đồng đội. Nhưng nhìn chung, thế trận của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1 của trận đấu này vẫn là một thế trận đã được huấn luyện viên Park Hang-seo dày công xây dựng. Đó là một nền tảng vững vàng với các trung vệ chơi kín kẽ, vọc lót hợp lý. Họ tỏ ra điềm tĩnh và nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội khác, tạo ra một thế trận có tính liên lạc ở phần sân nhà. Để mất tương đối lâu thời gian trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội tuyển Việt Nam mới có được sự kết nối ở phía trên. Nhưng điều quan trọng là nhịp chơi, cách chơi của đội tuyển Việt Nam đã được định hình một cách hết sức rõ nét. Ở đầu trận, Quang Hải di chuyển rộng, tạo ra những sự thu hút khác nhau. Và ở thời điểm đó thì Công Phượng và Văn Toàn thay nhau tạo ra những tình huống đâm lao để tạo ra sức hút. Nhưng ở một loạt những thời điểm mà Quang Hải đã đến gần với bàn thắng thì tiền vệ công của câu lạc bộ Hà Nội đã đến rất gần với khung thành đối phương bằng những pha xâm nhập rất nhanh. Và những pha tiếp bóng một chạm của Quang Hải đã tạo ra một sự khác biệt. Vào lúc này thì Malaysia đã có sự phối hợp khá tốt giữa trung vệ và hậu biên. Họ không còn để hở nách hàng phòng ngự như những giải đấu trước. Cầu thủ vừa chạm bóng là Sumare. Trong hiệp 1 của trận đấu, Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu đã khống chế tốt Sumare ở bên cánh phải của Malaysia. Cầu thủ ném biên là Đoàn Văn Hậu. Công Phượng. Quang Hải. Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn rất nhanh. Trọng tài xác định Văn Toàn là cầu thủ chạm bóng cuối cùng. Tình huống tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam được bắt nguồn từ cú vặn lườn có thể nói là đẳng cấp của Quang Hải. Một khoảnh khắc mà gợi lại cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số, bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về ở AFF Cup. Quang Hải có thân trên rất dẻo, giúp cho anh có thể làm động tác giả.
thực hiện những pha ngả người và cả những quả bỏ bóng rất điệu nghệ. Và lúc nhưng pha bóng không an toàn của các cầu thủ Malaysia. Đội Việt Nam vẫn đang chơi bình tĩnh và có được sự uyển chuyển cần thiết. Vừa có lỗi của Đức Huy. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe năm nay 51 tuổi. Khi còn là cầu thủ, ông từng là một tiền vệ chơi cho các đội Kedah, Penang và Kelantan. Tan Cheng Hoe đã dẫn dắt các đội trẻ của Malaysia từ U17, U19, U23 cho đến khi làm đội tuyển cách đây 2 năm. Nusarun Talaha. Lỗi chơi bóng bằng tay của số 9 bên phía đội bóng áo vàng. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VEC trận đấu giữa đội Việt Nam và Malaysia. Đây là trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn với tỷ số 1-0. Quang Hải mở tỷ số ở cuối hiệp 1 với pha ngả người rất đẹp. Cầu thủ Việt Nam đang chơi phòng ngự phản công. Sumare. Lại là Sumare. Quang Hải. Theo quan sát của chúng tôi thì Malaysia chuẩn bị thay người. Lão tướng Talaha sẽ rời sân. Trước khi rời sân thì Talaha là người đá cao nhất trang công của Malaysia. Phía sau anh là cao thủ Brandon Gan, Halim Sari và Shafiq Ahmad. Vào sân thay người là số 19 Akhir Rashid. Akhir Rashid là một cầu thủ trẻ có xu hướng chơi ở ngoài biên. Đó là người đã từng được xuất hiện từ AFF Cup năm 2018. Sau khi Nusarun Talaha rời sân thì Sumare sẽ chơi vị trí tiền đạo cắm bên phía đội tuyển Malaysia. Akhir Rashid vào sân để chơi trách bên phía cánh phải. Sức mạnh tấn công của đội tuyển Malaysia chưa được thể hiện một cách đầy đủ. Tính cơ động của các mũi nhọn bên phía đội bóng áo vàng đang còn có những hạn chế. Nhưng điều mà tôi cảm nhận thấy rõ rệt nhất là việc họ không có được một động lực tấn công đủ mạnh từ cặp tiền vệ trung tâm. Đó là sự thay đổi về mặt nhân sự tương đối rõ so với thời AFF Cup. Nhưng những gì mà những cầu thủ như Brendan Gan
đem lại cho đội bóng áo vàng kể từ đầu trận nó không thật sự là đầy đủ, không thật sự là một sự cải thiện đúng nghĩa về mặt chất lượng cho những đợt phát động tấn công. Có thể nói ngày hôm nay ông Quang Sơ đã rất có lý khi để cho Công Phượng thi đấu chính thức. Công Phượng ở đây không được đá nhiều và kém duyên ghi bàn. Tuy nhiên nếu đá từ đầu thì anh sẽ có thể phá sức đối phương. Thực tế là trong hiệp một sức mạnh cũng như khả năng di chuyển Công Phượng đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Malaysia, đặc biệt là bộ đôi trung vệ. Copinong Vendangan, Matthew Davis, Sarun, bộ đôi trung vệ của Malaysia lúc này vẫn là Sarun và Zafuan Adin. Copinong thẻ vàng thứ ba trong trận đấu. Vừa rồi là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong hiệp một mỗi bên đã phải nhận một thẻ vàng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng của Đoàn Văn Hậu. Đứng trước bóng vẫn là cái chân trái rất nguy hiểm của Safi Rashid. Văn Lâm đã đẩy bóng ra. Áp sát rất kịp thời. Công Phượng vẫn là Công Phượng. Rất tiếc là đã không thể có được sự liên lạc giữa Công Phượng và đồng đội. Phút thứ 60 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-0. Công Phượng vẫn đang chơi đầy cố gắng, nhưng phải nói là đang rất khó khăn để tìm được cảm giác tốt nhất của mình. Văn Toàn. Đường chuyền quá sâu. Đó là pha chuyền bóng của Siavik Amat. Đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm thắng lợi đầu tiên ở vòng World Cup. Và lúc này thì công ty City Group đã đưa ra quyết định là sẽ tăng thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng nếu đội Việt Nam thắng Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay. Copinong. Thank you.
đội tuyển Việt Nam sẽ có sự thay đổi người, sự thay đổi dành cho vị trí tiền đạo. Anh Đức sẽ vào sân và bây giờ là Văn Toàn. Không có lỗi của hậu vệ đối phương. Trọng Hoàng bắt bài. Rashid. Trên hàng công của Malaysia lúc này người đá cao nhất là Shafiq Ahmad. Đoàn Văn Hậu. Anh Đức vào Công Phượng. Đó là quyết định hai người hoàn toàn hợp lý. Công Phượng không đá chính ngày hôm nay, tuy nhiên anh đá quần thảo với hậu vệ Malaysia rất dữ dội. Và lúc này anh Đức vào, chúng ta hy vọng anh Đức sẽ phát huy kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của mình ở những pha dứt điểm. Vâng, chúng ta hãy dành những sự chia sẻ cho những gì mà Công Phượng đã đóng góp ở trận đấu này và hãy coi đó là một ý đồ chiến thuật có giá trị của huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn phần còn lại của trận đấu ở vị trí thứ 50 nhọn, đó là một hy vọng. Anh Đức tuổi đã lớn nhưng kinh nghiệm thì rất dồi dào và chưa bao giờ là không nguy hiểm với bóng đá Malaysia cả. Ở trận đấu tại vòng bảng AFF Cup, anh Đức đã nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Lúc này chúng ta cùng chờ đợi anh Đức vào sân và ghi bàn giống như anh đã làm ở lượt về chung kết cũng như là trận đấu hai đội gặp nhau tại vòng bảng. Sumare luôn có hai cầu Việt Nam theo sát Sumare. Quang Hải. Đây là Văn Toàn. Trọng tài đã thổi phạt Matthew Davis. Kèm theo đó là một chiếc thẻ vàng. Đến lúc này mỗi bên đã phải nhận hai thẻ vàng. Ở trận đấu ngày hôm nay, Quang Hải thường xuyên giật về chơi như một tiền vệ và lúc đó đội Việt Nam đá với số chiến thuật 3-5-2. Hai mươi phút đầu tiên của hiệp hai đã diễn ra với một tình thế mà đội tuyển Việt Nam có phần nhường sân, thậm chí nhường bóng cho đối phương. Nhưng thế trận của đội tuyển Malaysia có được không có gì đặc biệt. Đây hoàn toàn có thể đã là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò lại có những giây phút bùng lên. Người đá phạt sẽ là Hùng Dũng. Hùng Dũng hoàn toàn có thể đá thẳng vào cầu môn của thủ môn Farizan. Anh là cầu thủ sút bóng tốt. Và đây là thời điểm đội Việt Nam tâm lý đang thuận lợi. Đỗ Hùng Dũng. Một pha phối hợp để Quang Hải dứt điểm. Hơi thiếu một chút chính xác. Ở câu lạc bộ Hà Nội thì Quang Hải thường xuyên có những pha bắt vô lê sau những quả phạt của đồng đội. Ý tưởng là không tồi chút nào. Đường truyền của Hùng Dũng hơi cao hơn so với yêu cầu. Thiếu chút nữa thì Quang Hải đã có thể kết thúc bằng một tình huống chẳng khác gì ở môn cầu mây. Halim Sari.
Halim Sari là cầu thủ của câu lạc bộ Selangor, đội bóng giàu truyền thống của Malaysia. Sumare. Trọng Hoàng. Vẫn là một cái chơi chặt chẽ rất kỷ luật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đường chuyền ngang bất cần, hết sức nguy hiểm. Rất may là Bùi Tiến Dũng đã kịp xoạc bóng. Đức Huy. Quả chuyền của Hùng Dũng. Đây là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng và Có Bình Nhong. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc cho đội chủ nhà. Xét về tổng thể cho đến lúc này thì độ chững chạc, đĩnh đạc trên tất cả các tuyến vẫn thuộc về đội tuyển Việt Nam nhiều hơn. Và thế dẫn trước của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Quang Hải đá phạt góc. Hiệp 2 đã trôi qua khoảng một nửa thời gian. Cầu thủ sinh ra lớn lên tại Úc, Brandon Gan, vừa rồi đã có sự phàn nàn với trọng tài chính người Iran Bonia Difat. Quả phạt góc của Quang Hải. Đỗ Hùng Dũng. Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng. Và chơi bóng một chạm rất hay. Bùi Tiến Dũng bị phạm lỗi. Thêm một quả phạt góc. Không, thêm một quả phạt nữa trách nhiệm phía cánh trái cho đội tuyển Việt Nam. Lại là lỗi của Matthew Davis. Đây là lỗi của Brandon Gan, chứ không phải Matthew Davis. Davis và Gan đều là những cầu thủ gốc Úc. Vẫn là Đỗ Hùng Dũng thực hiện quả đá phạt gần cột cờ góc phía bên trái. Hy vọng lần này chúng ta sẽ làm tốt hơn. Liệu có một pha dứt điểm tuyến hai nữa hay không khi mà Quang Hải đang đứng tương đối xa? Quả treo bóng của Hùng Dũng. Đó là một pha dứt điểm. Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ thi đấu có thể có thời điểm khá thầm lặng. Tuy nhiên nếu cần luôn là cầu thủ sút bóng tốt. Malaysia đang chiếm 50% thời gian kiểm soát bóng. Brandon Gan. Những pha phối hợp rất nhọc nhằn của đội bóng áo vàng. Cầu thủ Việt Nam đang thử thách sự kiên nhẫn của Malaysia.
Đường chuyền vào là của Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn giữ được bóng rồi. Hùng Dũng cầm bóng đột phá, đường chuyền vào không được. Văn Toàn tuyệt đây, Đức Huy không thể dứt điểm. Trọng Hoàng, Quang Hải, tiếp tục xâm nhập. Trọng Hoàng tuyệt đây, bóng vào. Cú trả bóng cuối cùng là của Anh Đức. Anh Đức đã lên tiếng. Lão tướng Anh Đức suýt nữa nâng tỷ số trận đấu lên 2-0, điều mà anh đã làm ở trận đấu tại vòng bảng cách đây gần một năm. Không có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ở đợt tấn công vừa rồi, nhưng một lần nữa chúng ta cần phải ghi nhận sự đĩnh đạc của đội bóng áo đỏ. Không ghi bàn ở tình huống trước, chúng ta bình tĩnh tổ chức lại và tiếp tục có những pha xâm nhập để rồi có một tình huống lợi hại hơn. Với những pha bóng như vừa rồi thì chúng ta một lần nữa có thể khẳng định rằng khoảng cách về mặt tỷ số có thể không nói lên sự khác biệt về trình độ, về đẳng cấp, về bản lĩnh của hai. Rất điều nghệ Đoàn Văn Hậu. Đội Việt Nam vẫn có thể thay thêm một cầu thủ. Đến lúc này Malaysia mới thay một người. Bùi Tiến Dũng đá phạt. Đường chuyền của Brandon Gunn. Rashid và ngăn chặn kịp thời, lăn xả, cuối cùng chỉ là ném biên. Một điểm ưu cho một loạt những động tác xử lý vừa rồi của đội trưởng Quế Ngọc Hải, bọc lót cho người đàn em của mình là Đoàn Văn Hậu và sau đó là một nỗ lực cứu quả phạt góc rất nguy hiểm. Pha dứt điểm của Brandon Gunn. Đây là trận đấu mà theo chân Malaysia sang Việt Nam có hơn 400 cổ động viên. VFF đã để dành gần 1.000 ghế khán đài cho cổ động viên Malaysia. Không có lỗi. Pha đi bóng của Mohamed Akhia. Trọng Hoàng. Đức Huy. Càng chơi cao thủ áo đỏ càng tỏ ra nhuyễn hơn. Họ đang hừng hực khí thế và có thể nói rằng tràn đầy cảm hứng. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Phạt cho đội tuyển Việt Nam. Anh Đức, Quang Hải, Văn Toàn, bàn thắng có thể đến với Việt Nam bất kỳ lúc nào. Cầu thủ Việt Nam có nhiều phương án để tiếp cận cầu môn của thủ môn Farizan.
Ở góc quan sát của chúng tôi trên khán đài của sân Mỹ Đình thì mình có thể thấy hết được sự sắc bén mà đường truyền của Quang Hải vừa tạo ra cho Văn Toàn. Với những tình huống xử lý như thế thì rõ ràng cặp trung vệ của Malaysia sẽ cần phải chơi hết sức tỉnh táo thì mới có thể ngăn chặn. Đức Huy là người thường xuyên đá thấp ở hàng tiền vệ để hỗ trợ cho bộ ba trung vệ. Quang Hải vừa rồi đã lùi về rất sâu. Kevin Young. Cầu thủ bị đau của đội tuyển Malaysia là trung vệ số 7 Aidin Zafuan. 5 ngày sau trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có một vòng loại của World Cup 2022, trận làm khách trên sân của Indonesia. Cũng ở lượt đấu mà chúng ta đang gặp Malaysia thì Indonesia sẽ phải làm khách trên sân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội bóng tạm coi là mạnh nhất của bảng đấu này. Không loại trừ khả năng Indonesia sẽ thua thêm một trận đấu nữa. Và nếu như đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi trước Malaysia, mọi chuyện hoàn toàn có thể sẽ diễn ra theo một chiều hướng thuận lợi hơn ở trận đấu tiếp theo, dù chúng ta sẽ phải làm khách. Chúng tôi sẽ nhắc lại là vào lúc 23 giờ tối ngày hôm nay, trên các kênh VTC3 và VTC9, khán giả có thể theo dõi cuộc đối đầu giữa UAE và Indonesia. Đài truyền hình cửa số VC gửi đến khán giả 7 trên 8 trận đấu của Việt Nam tại vòng loại, cùng với đó là các trận đấu của UAE và Malaysia. Về cơ bản, những gì đang diễn ra rất giống với khi Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup. Mặc dù lúc này Malaysia đã vững vàng hơn, đội tuyển Việt Nam có những khó khăn, tuy nhiên lực lượng lúc này cũng đã có thêm kinh nghiệm và lực lượng lúc này dày hơn. Đội tuyển Việt Nam gặp phải một số vấn đề trong lần tập trung này, tuy nhiên đó là những vấn đề theo chúng tôi phần nào đó là đáng mừng. Có những sự hồi hộp của những người đi ra nước ngoài trở về và cũng có những băn khoăn về phong độ của các cầu thủ Hà Nội lọt sâu vào cúp AFC. Đó là những sự khó khăn phải đối mặt của một nền bóng đá đang vươn mình. Tôi nghĩ rằng những khó khăn là điều vẫn thường xuất hiện ở đâu đó trong bất cứ một lĩnh vực nào, không chỉ là câu chuyện của bóng đá Việt Nam, của đội tuyển Việt Nam. Vấn đề là luôn tìm ra cách giải pháp mang tính tối ưu. Và với đội tuyển Việt Nam, quá trình chuẩn bị vừa qua đã được thể hiện một cách có thể nói là hết sức hợp lý với những gì mà chúng ta đã thấy cho đến trận đấu này. Có thể nói đội Việt Nam lúc thì ở bảng đấu khó khăn, lúc thì thuận lợi, và có thể có những lúc có những vấn đề. Tuy nhiên ông Park Seo luôn biết cách dẫn dắt đội Việt Nam lọt vào sâu nhất, đi xa nhất có thể. Đoàn Văn Hậu đang bị chuột rút. Quãng đường di chuyển của Đoàn Văn Hậu trở về với đội tuyển Việt Nam để tham dự trận đấu này gặp những trở ngại. Điều đó đã ảnh hưởng phần nào. Đoàn Văn Hậu đã có một trận đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên nếu xét kỹ ra thì những tình huống lên biên của Văn Hậu có thể ví được thi đấu ở đỉnh cao nên ảnh hưởng về sự sắc bén nhất định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đây đã từng là chủ tịch của Liên đoàn Quảng Nam. Ông giữ vị trí này vào thời điểm Quảng Nam còn thi đấu tài giảng nhất.
Quả phạt góc cho Malaysia. Akia. Cú đá từ tuyến 2 không chính xác. Cầu thủ Malaysia đang bị đau là Halim Sari. Malaysia có thể thay thêm 2 cầu thủ. Bên phía Malaysia sau khi Mohamed Akia vào sân thay cho Talaha, thì đội hình của trên sân có đến 6 cầu thủ của câu lạc bộ do Darun Takzim. Giải nhà nghề của Malaysia còn gọi là Malaysia Super League, được tổ chức từ năm 2004. Do Darun Takzim với 6 lần vô địch, vẫn là đội vô địch nhiều nhất. Trong tháng 10 thì đội tuyển Malaysia chỉ có một lượt trận duy nhất tại vòng loại World Cup. Lượt trận tiếp theo của họ sẽ diễn ra trong tháng 11 và họ sẽ là chủ nhà trong chuyến làm khách của đội tuyển Thái Lan. Và đài truyền hình cửa số VC cũng sẽ gửi đến khán giả trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan. Trận đấu diễn ra tại Kuala Lumpur. Có vẻ như Malaysia đang lực bất tòng tâm. Lối chơi pressing tầm cao của Tan Chang Hoa luôn khiến cho cầu thủ hao tổn nhiều sức lực. Đội Việt Nam chơi kín kẽ và phân phối sức cũng tốt. Báo chí châu Á đã gọi đội Việt Nam là khối kim cương của ông Park Hang-seo. Ông Park Hang-seo là người đã đánh thức bản lĩnh của cầu thủ Việt Nam từ khi đến dẫn dắt U23 thi đấu tại Trung Quốc. Cú phá bóng của Đoàn Văn Hậu. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng và rất nhiều khả năng người vận thành. Sarun. Matthew Davis. Lúc này bóng đá Malaysia đang đầu tư rất nhiều cho đội tuyển quốc gia. Họ có giám đốc kỹ thuật là một người Hà Lan, Peter De Roo. Huấn luyện viên thể lực là một người Serbia, Martin Stano. Rất nhiều khả năng là ông Park Hang-seo sẽ rút ra ngoài một cầu thủ tấn công để tăng cường hàng phòng ngự. Thời gian còn lại của trận đấu không còn nhiều. Cầu thủ rời sân là Văn Toàn. Vào sân là Việt Phong. Sự thay đổi trên hàng công. Tuy nhiên cũng phải chờ đợi xem mức độ bị đau thế nào. Trọng Hoàng ra dấu thay người. Matthew Davis.
Việt Phong. Đây là một đường lăn lạ lẫm của Park Hang-seo. Việt Phong. Những giây phút rất đứng rồi. Tân Bình Việt Phong. Việc Việt Phong được tập trung cho đội tuyển Việt Nam ở lần thi đấu này là một dấu hỏi lớn. Và cuối cùng thì dấu hỏi đó vẫn được có mặt trên sân. Đó là một phương án có thể nói là đem đến rất nhiều những thắc mắc cho các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Thì chúng ta hãy chờ xem cái cách sử dụng con người của Park Hang-seo là như thế nào. Trọng Hoàng xin thay, tuy nhiên đội Việt Nam đã thay đủ cả ba cầu thủ. Và vừa rồi thì Việt Phong ngay khi vào sân thay cho Văn Toàn đã có một pha bứt tốc tạo nên sự hào hứng. Cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đang có mặt trên khán đài A của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Matthew Davis, hậu vệ cánh của đội tuyển Malaysia đang bị chuột rút. Và người đang hỗ trợ cho Matthew Davis lại là Quang Hải. Một trận đấu tương đối căng thẳng. Cả hai đều đã vắt tương đối nhiều sức. Nhưng thế chủ động vẫn nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Chúng ta chơi lớp lang hơn, nhịp nhàng hơn. Và bây giờ vẫn đang là những người dẫn điểm. Sumare. Những pha quay bắt hợp lý của cầu thủ áo đỏ. Kobinong không thể dứt điểm chuẩn xác. Pha chạm đầu vừa rồi là của Brendan Gan. Đức Huy và Văn Hậu. Anh Đức. Anh Đức vào sân và đã làm tốt vai trò của mình, luôn luôn gây được áp lực với bộ đôi trung vệ đối phương. Phút thứ 90, khoảng cách một bàn vẫn đang thuộc về đội tuyển Việt Nam. Malaysia thi đấu căng sức ra từ đầu và khi họ xuống sức thì biểu hiện lực bất tòng tâm thì rất rõ. Lối chơi tập trung kín kẽ của toàn đội Việt Nam cũng khiến cho đội bàn có thể nói là rất dễ nản. Hiệp 2 của trận đấu có 3 phút bù giờ. Malaysia thay cầu thủ thứ hai. Vào sân là Siami Safari. Siami Safari là hậu vệ cánh phải đá chính của đội tuyển Malaysia ở AFF Cup năm 2018. Đó là một cầu thủ trẻ trung, sông sáo. Anh đã mất chỗ sau khi bóng đá Malaysia sử dụng những cầu thủ nhập tịch như trường hợp của Matthew Davis và Kobinong. Vừa rồi thì Xiaomi vào sân thay cho chính Matthew Davis, hầu về cánh phải đá chính của Malaysia ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam đang tiến rất gần đến thắng lợi đầu tiên ở vòng loại World Cup. Và nếu thắng thì đội tuyển sẽ nhận được 1 tỷ phần thưởng của tập đoàn City Group và 500 triệu phần thưởng của tập đoàn Danco. Đường truyền không chính xác. Đoàn Văn Hậu. Anh Đức. Cú bấm bóng của Sarun. Sumare. Quế Ngọc Hải chơi rất hay trong trận đấu này. Kobinong. Safawi.
Việt Phong. Sarun. Ở câu lạc bộ Viettel, Việt Phong không thường xuyên được thi đấu chính thức. Việc ông Phan Sơ gọi anh lên đội tuyển ít nhiều tạo ra những sự ngỡ ngàng. Việt Phong đã có vinh dự thi đấu những phút cuối cùng. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Đặng Văn Lâm. Thời gian gần như không còn cho những nỗ lực của bóng đá Malaysia. Những giây cuối cùng của trận đấu. Trận đấu diễn ra vào ngày 10 tháng 10, kỷ niệm 65 năm giải phóng thủ đô. Gần như chắc chắn là một chiến thắng của đội Việt Nam. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết rồi. Trọng tài người Iran Bonia Difat đã nổi tiếng còi mãn cuộc. Đội tuyển Việt Nam đã có thắng lợi đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Một trận đấu mà mọi chuyện đều đi theo những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mặc dù có thời điểm, Malaysia đã vùng lên hết sức mạnh.